Chiều anh em đợi xíu, anh Bây em giờ đợi xíu. trời. Thế nào để đi shipper các kiểu đã. Ai xài lâu lắm mới lên sóng thì có phải shipper đầy đủ. Lựa chọn đầu tiên dành cho team Secret là một cái lượt pick. Nó rơi vào tầm yêu thích của Puppy rồi, chính là Keeper of the Line, nhưng mà sẽ là dưới tay của Paradise chơi. Vâng, đánh giá lượt pick này rất là cao. Đơn giản là một cái con hero có khả năng, nó gần như là một cái con medic di động ở trong cái trò Dota 2 này vậy. Đi bơm mana này, sau đó có những cái tình huống harass rất là đau với cả Illuminate. Còn suy cho cùng thì cái vũ khí đáng sợ nhất thì lại chính là cái Blind Line, cho một cái khả năng miss AOE, phần trăm miss rất là cao. Mà như các bạn biết đấy, meta ở cái thời điểm hiện tại thì người ta chú trọng rất là nhiều vào sát thương vật lý. Một cái lượt pick Keeper of the Line nó rất là toàn diện về phía của Vitus Pro ở đây. Lựa chọn luôn đó là Sand King of Land và IO. Một cái lượt support cũng có khả năng đua land cả Sand King rồi. Với cái kỹ năng Burrow Strike cũng như là cái Caustic Final của mình thì cái việc đi 2, đi 3 với cả IO Sand King nó là hoàn toàn có thể. Vâng, lựa chọn tiếp theo của team Secret ở đây là Tibersaw. Khá dị nhỉ. Vâng, chơi luôn Tibersaw ở cái lượt pick thứ hai này khi mà đã sở hữu Keeper of the Line rồi. Pick được một cái con hero counter được Tiber thì ngay lập tức là pick luôn. Tiber nhiều khả năng sẽ được chơi ở cái vị trí đi mid. For sure luôn là như vậy với cái phong cách chơi của team Secret. Ban đi tiếp theo của Vitus Pro ở đây lại là ban đi Invoker, chứ họ không nghĩ là Tibersaw này sẽ đi mid. Về phía của team Secret thì sao? Disruptor, một cái con support mô hình chung là tướng tủ của cộng đồng Dota 2 CIS luôn. Người Nga thì người ta rất là thích chơi Disruptor, nhất là khi mà Vitus Pro ở đây sở hữu một cái người chơi con này rất là hay, đó là Liu. Ban đi Armor Sai của Puppy rồi. Anh em đợi tí nhé, đang là seeding giờ nên là nói hơi ít. Đợi xíu xong giờ đây. Vâng, vẫn là cái lượt ban thứ tư của team Secret. Họ đang suy nghĩ rất là lâu khi mà đối thủ ban đi Armor Giant rồi. Keeper of the Line, nhìn chung ở đây thì sao, vẫn còn Draw Ranger cũng như là Our Devourer. Nhưng mà không đội nào có cái ý định ban đi cả. Ban đi Ursa thì chắc chắn là cái con Tibersaw này nó sẽ đi mid rồi. Vâng, Tiber trông có vẻ như sẽ là một cái con core hero trong cái trận đấu này. Puppy nó rất là ưu tiên Tiber luôn. Pick một counter, sau đó ban đi một counter. Không còn gì để có thể counter lại Tiber nữa rồi. Còn có Slada các thứ thôi. Nhưng mà Sand King này đi upland rồi, đi bây giờ pick Slada. Chẳng lẽ lại chơi carry à? Không ổn một tí nào. Trừ phi là VP họ có được OD đi mid cơ, thì cái câu chuyện đây nó sẽ rất là khác. Vâng, cái lượt pick thứ 3 dành cho VP ở đây, họ đã có một support cũng như là một upland rồi. Không, Sand King này upland hay là support thì cũng chưa biết. Nó sẽ chỉ chiếm khoảng 80% là đi upland mà thôi. Sẽ là những cái màn lừa nhau. Vâng, với cái lượt pick IO này, liệu sẽ có Sven ở cái lượt pick thứ 3 cho VP? Nó vẫn khỏe, nhưng suy cho cùng thì Sven gặp phải Keeper of the Line, một cái mana leak cũng như là cái lượng cooldown kinh khủng tới từ Timbersaw thì tôi nghĩ cũng rất là khó đỡ. Nhưng như vậy đã lựa chọn Lion rồi. Tuyên bố với cả thế giới luôn là Sand King này upland, IO support, Lion support. Lion thì có một cái bộ disable rất là mạnh, có cả một cái hút mana để có thể counter lại con Timber này. Nó cũng gọi là cúp tạm tạm ở cái giai đoạn đầu game.
À ừ đúng rồi, các bạn nói rất là đúng, đó là Slada first ban rồi đấy. Nên là ban hết tất cả những cái con hero và Tibersaw luôn. Rất là cảm ơn anh em. Vâng, cái lượt pick thứ 3 ở đây. Khi mà đã có Lion rồi thì phải chơi vào con gì nhỉ? Lion thì rất là hữu dụng trước những cái con hero, ví dụ như kiểu là Buck hay là Storm. Nhưng mà Timber thì đi mid thì có lẽ là Team Secret họ sẽ không pick như thế đâu. Một cái lượt pick tiếp theo dành cho Team Secret. Oracle vẫn còn. Tại sao không nhỉ? Nào nào nào. Vẫn cứ là đang suy nghĩ thôi. Tôi cũng chưa thể nào đoán được xem là Team Secret họ sẽ chơi gì vào đây. Juggernaut được chơi ở vị trí carry rồi. Một cái lượt pick mà hoàn toàn cơ bản và dễ chơi, không nhằm một cái mục đích hay là một cái chiến thuật gì cả. Rất khó để có thể giết Juggernaut bởi khả năng control land của con hero này. Đi farm nó cũng rất là tự tin. Và các bạn cứ hình dung là ở một cái thời đại carry, một con hero như Juggernaut anh thì sẵn sàng có thể vượt quá sông sang nhà của đối thủ để mà farm mà rất là tự tin với cả cái kỹ năng xoay của mình, một xoay kiếm thôi sau đó tê lê rất là đơn giản. Trừ phi là đối phương phải sở hữu được những cái disable khủng, ví dụ như kiểu là Black Hole này, Roar của Beatmaster hay là Void của Anti-Mage thì may ra là sẽ cản được cái trò này của Juggernaut, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. VP ở đây thì cũng không giống là sẽ pick được một cái con hero có khả năng như vậy rồi. Beatmaster hay là Enigma này hay là Legion Commander là Ace thì cũng không hề ok cho lắm. Nhưng ở đây thì sao, Light Stealer được Virtus Pro pick. Ở lượt pick thứ 4 này họ vẫn còn hero ở mid lane. Tiền đề cho cái lượt pick thứ 5 ở đây dành cho VP. Một nó sẽ là Storm và hai đó là Buck thôi. Không còn hoài nghi gì đi nữa. Storm gặp phải Keep Up The Light thì cũng không phải gọi là sợ lắm. Cái mana leak nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái quá trình bay nhảy của Storm. Vâng, rất là dị ở trong cái trận đấu này. Hầu như những con hot hero đều không được sử dụng. Roll OD, Oracle. Vâng, ngay lập tức là Team Secret đã phải pick Storm ở lượt pick thứ 4 này rồi. Ngay cả khi ở đây đối phương sở hữu Sand King hoặc Lion. Vâng, Storm Spirit được chơi ở vị trí Dimit, Timber, Upland và Juggernaut chơi carry. Kèo này nó là hủy diệt luôn rồi. Vâng, có thể ở cái lượt pick thứ 5, Team Secret vẫn có thể là chơi Oracle. Nhằm cái mục đích ở đây là counter lại cái lượng đam dồn kinh khủng của VP. Một cái ulti vào Stone Spirit thì hoàn toàn có thể được cover được cái con hero này. Ban đi Omniknight. Vâng, đúng là còn Omniknight nó rất là đáng sợ khi mà SD đã bị ban rồi. Lựa chọn ban quá thông minh của VP. Phòng trừa hậu họa bằng việc pick con Storm này trước. Liệu bây giờ là TS họ có ban Buck hay không nhỉ? Ở trong cái trận đấu này, VP họ có Sand King, họ có Light Stealer, đều là những cái con hero nó gần như nó kiểu thuộc dạng là đánh với cái đầu game thôi. Light Stealer thì thực chất không phải là một hard carry. Anh ấy deal đam rất là to, rất là nhiều, đánh rất là nhanh, rất là tanh. Nhưng mà chỉ trong cái khoảng thời gian cái con hero này nó có Ray thôi. Hero hoàn toàn không có lên một cái tí đồ giáp hay là đồ máu nào cả, chết thì cũng rất là nhanh. Vì thế nên là ở lượt pick thứ 5 nếu như VP sử dụng Buck thì xem chừng như là họ hơi liều. VP không có một hard carry nào cả. Nhìn TS mà xem có Timber, Zac như Storm, ban đi Hour Devourer cuối cùng thì cũng đã là phải ban. Team Secret sẽ là đội pick trước với một hero support. Ở đây thì sao? Tôi vẫn thiên hướng ở đây đó là Oracle là một lựa chọn nó không tồi. Và Oracle hoàn toàn có thể giải hack cũng như giải stun của Lion rất là dễ thôi. Cái lượng đam dồn của VP với cái lineup hiện tại thì tôi tin là sau không ui chin và Keeper of the Light, một con hero đi burn mana và một con hero hồi máu. Chin này là sẽ được chơi bởi Puppy rồi. Team Secret họ đang có một cái lineup cực dị, chỉ phụ thuộc vào ba con hero thôi, nhưng mà công nhận là cũng rất là hay. Team so với cái khả năng control land nó rất là mạnh. Zac cũng vậy và Storm cũng thế, chỉ cần hai con support thôi. Chúng ta ở đây có một cái bình máu di động cũng như là một cái bình mana di động rồi. Trin hơn nữa là còn có cái khả năng đép trụ.
búp giáp rất là khỏe. Và một cái line up nó rất là thú vị của Team Secret. Còn VP họ sẽ phải chơi con hero nào đây? Alchemist chăng? Alchemist liệu có phải lựa chọn hay? Tôi không nghĩ là hay. IO Tiny à? Tiny đi mid với cả Storm cũng không. Vâng, vừa bảo luôn IO Tiny à, và đó là Tiny dành cho No One luôn. Nhưng mà cái cặp đôi này sẽ là đi đua mid rồi. Sen King solo plan IO Tiny mid, Lion bảo kê cho Light Stealer ở trên top. Vâng, ok. Here we go. Vâng, ở đây Team Secret họ sẽ chơi với cả cái lối chơi tôi nghĩ là Keep of the Line đi song ca với cả Timbersaw ở trên top. Juggernaut sẽ được Chain Protector bảo kê, Storm đi mid, đơn giản vậy thôi. Một cái kèo nó hơi khó cho Storm. Nếu như mà VP họ tiến hành đua mid với Tiny IO, cái lượng đam dồn vào đá bi stun tot nó rất là đau. Vâng, để xem cái chiến thuật của đội nào họ sẽ hiệu quả hơn. VP họ chơi với cả người line up trông rất là bình thường thôi, nó rất là cơ bản. Secret thì chơi dị hơn, hai con support nó sẽ không nhằm theo một cái nhiệm vụ nó là đi roam ganh gì cả, mà đơn giản nó là giữ lane hỗ trợ đồng đội thôi. Ok, here we go. Đã có một cái tình huống mà ở trên top Keeper of the Line của Paladine tê lên top, cắm ngay một cái mắt ở gần khu vực trụ 1 trên top Team Vitus Pro để có thể phát hiện được tầm nhìn rồi, xem có ai tele ra không, các thứ. Vâng, have fun đến từ mid one, have fun lui. Vâng, những cái đội, những cái lời giao tiếp có vẻ như là rất là thân thiện. Không như tôi dự đoán thì ở dưới bot này Sen King đang được cử đi đá cặp với cả IO. Tiny solo mid một mình à? Vâng, nếu như mà Tiny IO thì nó sẽ là vấn đề, chứ còn nếu như mà Tiny đi một mình cả Storm Spirit thì nó cũng chỉ là một cái kèo mà 50-50 thôi. Thậm chí là Storm Spirit có phần nhỉnh hơn một tí. Tiny là một cái con hero không giáp nên nhớ là như vậy. Những phát bắn của Storm mọi người nó cứ thế, nó là full dam thôi. Tôi thề nếu như mà tôi mà đi mid với cả con Tiny này là tôi vào tôi sẽ mua luôn một cái ngọc trừ giáp. Bắn phát mà là âm 2 giáp thì thôi, thề creep đánh còn đau chứ đừng nói đến là người. Vâng, hai đội sẽ tiến hành unrun một cái cách rất là bình thường thôi. Trông thì có vẻ như có mùi là... À không, không có công len. Giang nó thì đang ở dưới boss rồi. Sẽ có kèo solo với cả Sen King ở dưới boss dành cho Jagannoth. Jagannoth sẽ hơi khổ nếu như thực sự anh ấy đi một mình. Caustic Final là rất là đau luôn. Storm mua luôn cho mình một cái tele ở level 1. Tại sao nhỉ? Vâng, rõ ràng sẽ anh ấy dự đoán là sẽ có một cái tình huống mà đánh rất là hổ báo của VP, mua sẵn một cái tele để sau cái turn stun của Tiny có thể tele về chăng ở đây mid one rồi. Control land rất là khéo, có cả hỗ trợ deny tới từ Puppy rồi, No One anh không dám nhờn. Vâng, Foray VP họ nhận ra cái hiểm họa khi đối mặt với cả cái con hero này, sẽ phải harass rất là sớm. Cũng rất là may mắn Light Stealer là một cái lượt pick hero hoàn toàn không sợ giáp của cái con Timbersaw này lắm. Cấu thì là nó cứ ăn thẳng vào máu thôi. Ông Paladai của ông thọ lão đang có những cái tình huống harass bằng tay thật lực ở trên top. Ở dưới này thì Puppy di chuyển xuống rồi. Có kèo 2-2 ở đây, IO Sen King gặp phải Juggernaut và Chain Protector. Đội nào thì cũng có thể chết được. Mục tiêu ở đây đó sẽ là còn Juggernaut và con IO rồi. Con IO rất giống như là dễ chết nhất ở cái land boss này luôn. Vâng, cả Paladai cũng như là cả Foray ở trên top đều đã bị harass máu rất là đau rồi. Creep đang được pull rất là đông ở đây. Đang sử dụng quay để ăn creep. Vâng, và ngay lúc này đây thì Lưu di chuyển ra rồi. Nhưng mà No One tại sao lại không top về nhỉ? Tôi cam đoan với các bạn, đó là một cái tình huống giết được.
Vâng, cái combo nó rất là đơn giản thôi, một cái tình huống stun ra của No One, sau đó anh ấy tiến lên rất là nhanh. Toss con Storm Spirit này về phía của IO và cứ thế thôi bắn nó đập cho đến chết. Tất nhiên là toss lên rời thì sẽ không chết được rồi nhá, nhưng mà ở từ từ đã nào, ở đây có một cái tình huống mà thôi. Tại lại đài Chocobai luôn, Ramji 666 là người có được cái mạng first blood này. Cao TL chơi hơi liều rồi nhưng mà rất là nhanh chóng lưu di chuyển lên, lưu có lọ ở trong người rồi. Vâng, cái tình huống vừa nãy nếu như mà con Tiny nó tức toss lên thì toss lên giờ thì chắc là không giết được Storm, nhưng nếu như mà toss đấy đấy là nó là toss kiểu này này, vẫn còn stun hình như là thế thì phải, à không có, nhưng mà ở đây thì sao, No One vẫn là liên tục đấm thất lực của người của Mid One thôi, câu được cái TL của Paradise và lưu phải chết thật đấy. Tại sao lại như thế nhỉ, sau sát rồi con IO này nó yếu thế. Vâng, Sen King ở dưới bot thì cũng đã giết được Chain Protector của Puppy rồi. 3 phút 3 mạng. Vâng, kèo hay. Tiny cũng đã phải tự sắm cho mình một cái lọ rồi. À, sạc vào nhưng mà tốc độ của No One là không đủ để có thể đuổi theo được ông già này. 1-2 ở phút thứ 3. Cứ 1 phút 1 mạng như này thì chúng ta xem chắc chắn sẽ không tràn một cái tình huống và tê lê. Jamit tới to Storm Spirit MP chặt liên hội một người của Naipasa ở kia. Một phát crit tại sao lại không chặt mà lại chuyển sang đánh thương. Quế. IO đã có di chuyển xuống dưới bot để có thể cover cho Sen King. Còn IO bây giờ đang đóng vai trò là một cái máy bắn hàng di động thôi. Còn cứ lem nào mà thiếu máu thì con IO nó sẽ di chuyển ra. Tiến hành ở bơm các thứ. Team Secret thì họ hiện đại hơn một tí. Tức là có mỗi cái con cao TL này nó khổ là phải đi bộ ra lên để hồi mana cho đồng đội thôi. Chứ còn Chin này là chơi cái công nghệ nó là wifi 3G luôn. Everywhere và every time. Búp cho đồng đội trên bản đồ hồi rất là nhiều máu mà còn cộng giáp. Paladai có nhồi ngay một cái mắt lên đây để phát hiện được support team VP nếu như mà họ di chuyển ra. Ngăn chặn cả những cái tình huống lưu liền các thứ nữa vào ở đây. Mid One vẫn rất là farm ổn. 13 creep Storm, 24 creep Tini. Ngay ở đây thì sao, Puppy ngay lại tiếp tục bị bớ vào rồi. Sen King giết được mạng của Puppy nhưng mà ngay lập tức anh ấy đã phải nằm xuống thôi. Mạng dành cho không ai cả. Sen King bị creep đánh chết và đó là chia tiền. Rằng nó chưa có được cho mình một cái Omni Slash. Nếu không thì đã có được mạng của IO rồi. Cái tình huống mà một support đổi ở lane có lời của Team Secret ở đây. Vâng, có tiến hành đổ xăng rồi. Cây xăng trần hưng đạo xin kính chào quý khách. Ở đây thì Storm Spirit level 5 sắp có được 6. Đến khi con Storm này có được 6 thì chắc chắn là cái con Tiny này mệt. Anh ấy lên đồ cực kỳ chuẩn men luôn. Timbersaw vừa hạ sát được mạng của Lion với sự hỗ trợ tới từ Keeper of the Line. Thậm chí là Cao TL này không có mana leak luôn, nhưng mà vẫn cứ là giết được người mà không hiểu tại sao nhỉ. Tầm nhìn thì chắc chắn là cái ward của Paladai nó không cho được sai của Lion trong một tình huống đấy rồi. Thật là kỳ lạ. Foray hoàn thành cho mình giấy mana, vẫn liên tục là bị cấu vào người rồi làm gì không buông tha, ngay lập tức là lùi về. Lion di chuyển ra rồi, Foray anh ấy nên cẩn thận. Ăn stun vào lúc này thì nó là hiến mạng luôn, confirm là như vậy. Đang có một cái tình huống mà móc ra từ tức bị chỉ có solo và đôi giày đây rồi. Stun vào mà ngay lập tức là hết rất là nhanh. Ok, à hóa ra là làm gì anh ấy rất là điệu, anh ấy làm một cái thoát xác hả? Bằng một cái tình huống thoát xác mà ăn luôn mạng của Timbersaw. Tôi cứ tưởng là anh ấy bơ luôn, quay lại không giết đối thủ luôn, hóa ra là không phải. Vâng, ở đây có một hòn đá với cả một trái bi, mỗi người một bình đang song ca với nhau ở khu vực đường sông này này. Tìm ai nhỉ? Juggernaut của MP đã có phây rồi. 001. Hầu như các coiro thì đã đều có được cho mình level 6. Và một cái tình huống ở trên top này thì Foray anh ấy bớ vào Ramji rồi. Có một cái đàn ngựa lao đến vào người của Ramji nhưng mà chỉ mất chắc là khoảng 100 máu thôi. Một cái tình huống mà Kame không ở đây thì sao? Mid One anh ấy bị combo vào nhưng mà ơn rời với cả cái Infill Range Drop này thì giảm được một cái lượng đam nó gọi là tương đối nhiều. Ngay cả có IO ở đây thì cũng không thể nào giết được con Storm. Tôi nói mà là cái con Storm này nó chỉ cần mua cái Infill này thôi. Không bao giờ là để mất mạng dưới tay con Tiny này luôn. Tiny ở cái bản này nó bị yếu đi rất là nhiều. Cái món đồ Infill này tôi nghĩ ở bản sau chắc chắn là bị nét. Mình cầm cái đấy gần như là nó là vô địch thiên hạ mít luôn. Giết rất là khó. Và ui, Omni Slash luôn. Nhưng đó chỉ là một chém thôi. Tay của Naipasa rất nhanh.
ấn là một cái tình huống phủ cát né được đường Omnislash của Sakanot rồi. Sau khi anh ấy nhảy lên chém thì là không còn mana để xoay nữa. Nhưng ở đây thì Fore anh ấy bị focus vào rồi, nhưng mà Xích-Đu được về Ramsey, lùi về thôi, không có mana leak của Paladine, không giữ được ai lại cả và không hai phải nằm xuống. Vâng, Storm ăn được mạng của Tiny với sự hỗ trợ của Puppy, đùa hỏng hết ông Captain Nessus này, ông ấy toàn bị kiểu bị miết. Hay là tôi quay cam nha anh em, tôi quay cam nó là mắc chuyên nghiệp luôn, ok. Không nói nhiều và đó là quay luôn. Một cái tình huống mà ở đây thì Big One lên ăn run. Những cái bãi stack đang được stack, à không phải là stack luôn, tại sao nhỉ? Paladine di chuyển lên top rồi, còn Tiny này rất giống là sẽ lên một cái Blink Dagger, nhưng không chơi được một lối chơi, đó là Arcanine Scepter, đó Foray. Với cả một cái Sentry được cắm ra đây phá ngay một cái watt vàng của team VP. Dây mana dành cho Storm Spirit, cái lối lên đồ chuẩn mid one luôn. Tele xuống dưới boss này muốn ăn vào mạng của và đó là Nai Pasa, nhưng mà tàng hình rồi, không còn mana nữa. Mid one ở đây còn cả stick nhưng mà câu được Tele của Lion ra. Mid one anh ấy đánh rất là tỉnh táo luôn, nhưng mà chase lên trong cái kèo đấy thì rất giống là phải bỏ mạng lại. Ở cái thời điểm phút thứ 8 thì IO mới có được cho mình level 4 thôi. Đang smoke xuống dưới boss để làm cái hành động gì đấy, hồi máu Sen King, anh ấy chưa có được 6 thì thế nên là Storm tiểu là không phải sợ trong những cái tình huống bị ganh. Ở đây thì Nai Pasha có chọc stun vào, nhưng ở đây thì MP anh ấy có xoay rồi, lưu nối dây cho Nai Pasha nên là cái lượng máu của Sen King mất là rất ít. Nhưng mà đá đi, lưu giết được mạng của MP rồi, nhưng một cái tình huống combo hay quá của Timber, không trượt một cái đường đam nào cả mà kết liễu ngay được mạng của IO, tiếp tục đuổi theo Nai Pasha. Nai Pasha có stun và solo di chuyển ra, chưa có finger of death, nhưng ở đây có một cái tình huống dùng cưa ra rồi, nhưng mà đánh thường là chết kèo này, tôi tin là như vậy. Có cả No One bủ hồi ném thẳng đồng đội vào đầu của cỗ máy phá rừng này và thôi, mạng mình cho Tiny 2-1 thì phải, một đổi một cái mạng chết rất là lâu rồi. Vâng, có vẻ như là team VP họ đang lấy lại những cái gì bị thiệt thòi trong cái giai đoạn đầu rồi. No One bị giết thì cuối cùng anh em đã có được một mạng, có 1200 tiền. Cầm giày thường thì trông có vẻ như là kèo con Tiny này sẽ rush Blink Dagger rồi, vô địch thiên hạ. À, anh em bị chóng mặt à? Thôi ok, thì tôi lại quay về cap cutter bình thường mà, tại vì cái thói quen của tôi nhìn tôi thề là rất là nhanh. Thì ok, xin lỗi ở đây thì sao? Lưu đang có những cái tình huống chặn creep cùng Nai Pasha, muốn pê cái trụ boss này rồi, chắc chắn thôi. 10 phút rồi nhưng mà chưa có một cái trụ nào phải nằm xuống cả, thì là kèo nó không hợp lý. Ok, Network thì vẫn đang hiện ở trên bản đồ đây, đứng đầu vẫn đang là Lifestealer, Sakanot, Senking, Tiny, Storm Spirit và Timbersaw. Nhưng ở đây thì sao, Mid One anh có một cái tình huống lao thẳng vào lưu rồi, không thể chạy được, mạng dành cho Storm Spirit, bỏ lại Nai Pasha. Một tình huống Burrow Strike chạy được về. Ở trên top này đã có Zaganos di chuyển lên cùng với không ai cả, anh lên farm thôi, nhưng mà với cái sự xuất hiện của solo cũng như là Ramsey ở đây thì ngay lập tức là phải lùi lại. Vâng, đã có sử dụng ulti của Puppy vào, sau đó là một đẩy No One vào trụ. Như ở đây một tình huống stun là top 3, solo di chuyển ra nhưng mà MP cũng ra rồi, có một tình huống xoay ở đây hết vào đầu của Storm, nhưng mà MP ui solo timing stun nó là không thể trượt đến 1 ms nào cả. Nhưng ở đây thì sao, Mid One anh ấy rồi ôi vít hết xăng luôn, ăn cả stick cả được hồi mana cũng như là dây mana, và đó là một cái tình huống mà vặn 90 km/h đón đầu cơ động, một chọc ngay gậy vào bánh xe rồi. 96 rất giống là 10 kill dành cho TS. Cái con Storm cũng như là con Timber này nó đang rất là tuyển, đều có vẻ như là trong cái trận đấu này team Secret họ không muốn thua, họ pick toàn những cái con hero tủ của team mình thôi. Và các bạn nhìn mà xem, Cao TL là tủ rồi, Timber nó cũng là tủ, Zac cũng như là Storm đều là tủ của những cái player đang chơi. Suy cho cùng là có cái con cây nó hơi dị thôi, nhưng mà họ vẫn đang phát huy rất là tốt cái chiến thuật ở cái thời điểm hiện tại. Vâng, VP đã quyết định stick 4 người với nhau ở gần khu vực Roshan. Đu quá, không hiểu.
Vâng, điểm qua cái tình hình đồ hiện tại ở phút thứ 12. Ủa, con tiny này, ủa, con tiny này nó bị ung thư này, ung thư vú này, thề với các bạn luôn. Tại sao lại có con tiny nó tím mộng mơ như thế này? Thôi xong rồi, Đỗ Thị Thiên Lý rồi, chắc chắn là như vậy luôn. Ăn, có phải là ăn Akenrun vừa nãy là bị lác hình không? Vâng, ở đây thì nó không còn là đá nữa rồi. Sau khoảng 12 phút, nó là chắc là ở trong ngoài đời của chúng ta nó là 12.000 năm thì cái con tiny này nó gọi là gì nhỉ? Ở trong cái môn khảo cổ học thì nó gọi là gì nhỉ? Hóa thạch à? Lui. Vâng, điểm qua tình hình lượng độ hiện tại của cả hai team ở phút thứ gần 13 thì sao? Không kể những cái con support mới chỉ có cho mình đồ cơ bản thì Juggernaut vẫn chưa có gì cả, mới chỉ có dây Fae, Aquila, thôi Storm, dây mana. No One, Tiny đã có được Blink Dagger và Light Stealer sở hữu một cái Amulet. Vâng, và Sand King thì cũng có Blink Dagger, cái lượng đồ cơ bản hiện tại của VP có vẻ như là họ đang nhiều hơn. Còn Tiny vẫn đang cực kỳ đẹp, anh ấy tím mộng mơ và Đỗ Thị Thiên Lý luôn. Vâng, ở đây có một cái tình huống mà lao vào đến từ Foray rồi, nhưng mà Lưu anh ấy đu dây và No One và tất cả bỏ chạy thôi. Nhưng mà Storm Spirit của Midone anh ấy có chơi liều không? Có vẻ như là không liều, bởi vì ở đây một cái tình huống combo vào nhưng mà Midone không thể mất quá được nửa mình. Đã bị cố định lại bởi cái ulti của Puppy rồi. Lưu sử dụng ulti để cứu No One khỏi combat này, nhưng ở đây Naivasha stun hai người. Puppy sẽ bị chết hay không đây? Vẫn chưa chết nhưng cuối cùng thì cũng chết rồi. Nhưng bù lại thì Sand King của Naivasha cũng chết. IO tay quay trở lại rồi, nhưng mà No One ở đây finger đã kết thúc được màn của Foray. MP còn thấp máu, chắc chắn chết trong kèo này. Pylai và Midone đang phải bỏ chạy. Midone còn rất là nhiều xăng, solo còn ít máu, cẩn thận đấy. Và tôi nghĩ là combat dừng lại ở đây rồi. Pylai thì không có tele ở đây và chơi đòn liều rồi. Nếu như mà cái tầm này các thành viên của VP họ lao vào thì cũng không biết làm cách nào để có thể đỡ được cả. Yeah. Storm Spirit thì cũng đã hoàn thành được cho mình cái Soul Booster rồi, phải chăng là anh ấy chưa mua thôi. Nhưng mà hình như là đã mua cho mình Soul Ring trước. Vâng, hiện tại 14 phút thì kèo 10 kill dành cho team Secret. Xin cho chúc mừng các bác thủ ở trong cái trận đấu này đã tin tưởng Secret ở đây. Nhưng mà có một cái tình huống quay đuôi luôn đến từ Naivasha, và trông có vẻ như là Midone anh ấy có chạy được không? Vẫn chạy được luôn, bởi vì cái búp giáp của Twin nó là vô địch thiên hạ. Ở đây thì Sam King đã sử dụng một cái tình huống tàng hình và chặt tan về rồi. Foray đu lên nhưng không, Midone chưa với Nick Bunta và Naivasha đã phải nằm xuống. Solo stun được ở đây và Foray sẽ phải nằm xuống sau một cái tình huống mà No One combo rất là đau. Đấy, Puppy vẫn đang tàng hình, Midone còn nửa bình mana. Ramsey di chuyển ra rồi, và cả Palada cũng như là MP Juggernaut nữa. Nào, No One pop vào Juggernaut rồi, có hết và có vẻ như là rắc chạy được không đây. Đang sử dụng xoay kiếm và có búp rắc của Twin, không đuổi được rồi. Đang có một cái tình huống mà timing stun tới rồi, vị trí của No One kèm theo quả top nữa, và chắc chắn là Juggernaut phải nằm xuống ở đây. Muốn ăn được con IO này nhưng mà không thể rồi. Storm ơi, tiếp tục phải nằm xuống và mạng dành cho Light Stealer. Ba con hero của team Secret phải nằm xuống và tiếp tục là Puppy ở đây, không anh ấy bị phát hiện rồi. Nhưng mà đá bi được có kiểu bi cuối đâu, không đủ, và Puppy ăn máu lùi về. 11-12 vừa mới khen team Secret xong thì họ vừa mất tình huống combat, đổi ba coi hero, lấy được một bình vào Sand King mà thôi. Ui, lui. À, hình như là cái con Tiny này nó không còn là Đỗ Thị Thiên Lý nữa rồi. Sau cái lúc mà anh ấy còn nhỏ thì là anh ấy màu tím thôi, nhưng mà tăng ngay một điểm skill và cái grow này rồi là mất luôn cả Đỗ Thị Thiên Lý rồi, dậy thì rồi mọc lông các kiểu rồi đó. Lột bao video các thứ và đùa một chút thôi, quay trở lại cả trận đấu ấy thì sao. Tiny vẫn đang cầm cho mình giày thường các kiểu. Vâng, Mosa Spirit vừa mới hạ sát được Lion của Solo bằng một cái tình huống nào đấy. Đấy, các bạn cứ bảo là cái ông cái tôi quay cam nhanh đi, ông này ông quay cam chậm nhưng mà toàn miss tình huống. Vâng, ủn dành cho IO rồi, gia tăng cái khả năng mà cover cho đồng đội ở trong combat. Mắt rất là cho cụ ông thọ lão cũng như là Lion muốn rất là nhiều. Lion chưa có ý định nuôi mộng mình gặp Blink Dagger này. Ở đây thì Midone di chuyển lên có cả Foray nữa, nhưng mà đối thủ của họ là Light Stealer, một con hero có một cái free Baker Bee. Muốn vào chắc chắn là không được. Puppy thì đang chơi với tư cách một cái ward di động, cứ tàng hình vào bản thân xong rồi đi cả map để soi thôi.
Vâng, tôi đang e sợ ở trong cái trận đấu này. Papi anh ấy mua cho mình một cái dìu, một cái Iron Talon, một cái Arcane Boot ở đây rồi. Đang tiến hành đi khoan rừng và tôi cam đoan với các bạn là có thể sẽ phải mua một cái gậy xanh trong cái trận đấu này. Papi anh ấy muốn chơi. Nhưng không, từ từ đã nào, một cái tình huống mà có săn một người của Papi nhưng tại sao không có đất, không có mắt màn hình gì cả. Mà đối Trúc Phương mà họ chọn lại chính là Foray Tibersaw nằm xuống chỉ trong nửa nốt nhạc thôi. Câu được rất là nhiều tele của Secret ra và solo đang bị nằm vào đây Papi. Kìa Min Wonder anh ấy bị ping các kiểu nhưng không chết được, đẩy ra hay quá tức từ Balladai. Không cho đối thủ có cơ hội cover cho con Lion này, nhưng ở đây No One định làm gì đây, họ vẫn đang dần dứ, chưa nghĩ xong và cuối cùng quyết định là lùi về. Ai No One bỏ chạy rồi làm gì cũng vậy. Mid One anh ấy hồi đủ xăng rồi, vừa làm 50.000 ở trận lưng đạo xong và bây giờ là bốc đầu luôn này. Không, chưa có Orchid thì chắc chắn là chưa lao lên đâu. Lưu di chuyển ra rồi. Storm Spirit của Mid One thì đã hoàn thành cho mình một cái Bloodstone 12 chạc và vừa lên 13 chạc xong. 7-1 Storm Spirit. Đây mới đúng là hình nhân của Mimosa thực sự luôn. What the Storm. Vâng, đúng là cái thời điểm phút 18 này. Nhưng ở đây thì Mid One lao và Nai Pasha có mắc tàng hình ở đây, không chạy được rồi, confirm là như vậy luôn. Kể cả là xích đu về này nhưng mà Lưu anh ấy đá bi thế là hết mana rồi. Foray chase lên, có một cái tình huống stun cover của No One nhưng mà Lưu vỉa đi đâu bây giờ. Không, Mid One hết xăng nhưng mà bắn thường là xong rồi. Timusov có được mạng của con IO. Con Sen King này chết hơi nhiều thì phải. Anh ấy giết được 3 mạng, chết 4 không phải là fit, nhưng mà xuyên suốt cái thời gian vừa nãy tôi cứ thấy là lên bảng đếm số liên tục thôi, không ổn một tí đâu cả. Tiny không phải là giàu, đang hướng đến một cái Shadow Blade và đã có Shadow Blade rồi. Tiny này sẽ không chơi theo cái lối chơi carry cục cằn mà lại chỉ chơi theo kiểu là vào tình huống thôi. Cứ mỗi lần là có combo thì anh ấy sẽ vào. Storm đánh thế này thì có mà chết dở, 10 tiền nữa thì sẽ có được cho mình một power track rồi. Một cái điều rất là thú vị khi mà chơi Storm tôi phát hiện ra. À không phải là tôi phát hiện ra, tức là cái thời xưa mà cái thời mà hot nhất của Storm Spirit nó là phiên bản 6.84 ấy, thì là tôi có chơi khoảng độ tầm 170 cho đến 180 game Storm liên tục. Thì tôi có một cái phát hiện rất là hay, đó là cái con Storm bắt buộc phải lên power cheat, hoặc là anh ấy kiểu gì cũng phải có all cheat, tức là cái con Storm này nó cần có một cái lượng attack speed nhất định. Tức là cái khoảng thời gian mà, tức là một cái lần nhá, từ cái vị trí mà bạn đứng bắt bay lên một khoảng 100 distance thì bạn sẽ bắn được một phát với cả Storm trong cái lúc bay đấy. Nhưng mà nếu không có cheat thì bạn phải bay một cái khoảng nó là 200 thì sẽ thực hiện được những cái cú bay bắn liên tục. Thì tôi cam đoan với các bạn luôn là cái con Storm này sống hay chết thì là phải lên cheat nhá. Lý do tại sao thì cứ lên đi, rồi sẽ có ngày các bạn hiểu ra là cái chân lý đấy. Ở đây đang có một cái tình huống mà Smoke Sen King ở trong người chứa Ramji và ok thôi. Cao Taylor nằm xuống, một cấu deep và mạng dành cho Ramji. Vâng, cuối cùng thì Foray cũng đã có được ở đây là một cái Bloodstone rồi. Trận đấu này Timbersaw dù ở cái giai đoạn đầu game anh ấy thi đấu rất là tốt, nhưng suy cho cùng đây là một cái trận đấu mà Timber anh ấy rất là khổ. Một cái con hero sinh ra để counter lại sát thương vật lý, nhưng mà đối thủ duy nhất của anh ấy chỉ có con Light Stealer này thôi. Ngoài ra thì những cái skill khác nào là Epicenter cũng như là Burrow Strike này, Toss Avalanche của Tiny cũng như là Stun cũng như là Finger of Death của Lion thì Timber cũng không thể nào mà chịu được. Ramji sau cái ở đây có một cái tình huống mà Mid One anh ấy bay vào nhưng mà thôi, ngay lập tức là lùi về rồi. Một cái tình huống mà bay tele rất là hay khi mà phát hiện được ra solo anh ấy đang ở đây. Solo có lẽ là anh ấy nên dừng cái việc cắm watt của mình lại đi để về sau counter được con Storm này, chỉ ít Lion cũng phải có được cho mình cái Blink Dagger chuẩn bài. Bây giờ thì Lion nó phải là Blink Dagger cũng như là Glimmer Cape mà tôi nghĩ là không nên để cho IO anh ấy được mua nhiều đồ như thế này. Suy cho cùng là cũng chỉ cần một cái lượng đồ nó rất là cơ bản như thế này thôi. May ra bây giờ là lên thêm cái gậy gốt nữa, tránh cái tình trạng là con Storm nó lao vào nó bớ thẳng luôn. Chứ còn nếu như mà để con Lion này nó không có Blink thì nó không ổn tí nào cả. Một Tiny cuối cùng thì cũng không tra cố nữa rồi, vừa update tổ ong lên một đôi xăng đan được đình các kiểu. Cái tình huống phá mắt của VP ở dưới bot này thôi, nhưng mà tôi tin là đã lộ tất cả các thành viên của họ ở dưới bot này rồi.
Secret chơi an toàn mà lùi về. Điểm qua cái tình hình lượng đồ ở 22 phút thì sao? Foray có được ở đây là một cái Blaston, Juggernaut của MP sắp hoàn thành Mata rồi, còn thiếu có DCP rồi. Mid One Storm, Power Cheat, Blaston, rất là nhiều những cái đồ cơ bản. Firelight có một cái cục ngọc 1200 hướng đến một cái gậy xanh. Tương tự như vậy với Puppy cũng có một cục ngọc 1200 và cũng hướng đến một cái gậy xanh. VP như đã nói thì Lion đang không có đồ và trông có vẻ như trong 5 phút tới anh ấy cũng sẽ không có Blink đâu. Light Stealer của Ramsey thì hoàn thành 3 đồ rồi. Amulet, Echo Saber, Deso, Tiny thì là Blink đã gửi cheat cũng như là Shadow Blade, Sanking Blink. Liu sở hữu những cái đồ cơ bản thôi. Vâng, lượng network chênh lệch ở cái thời điểm hiện tại thì mới chỉ có 1.000. Kèo nó vẫn cứ là kèo cân với cả cái tổng tỷ số 15-15. Ở đây thì Naipasa bốc ra, nhìn thấy được Puppy hay không? Không, nhưng mà Foray bốc thẳng vào solo. Nhưng ở đây thì phát xác đến từ vị trí của Lion Stealer rồi. Nhưng có một cái tình huống chói của Puppy để cứu được đồng đội. Foray chưa chết nhưng cũng phải chết thôi. Nhưng trả giá bằng mạng của Lion cũng như là Senking rồi. VP cần lùi về, Ramsey tele được rồi. Liu có thể link được vào đồng đội và an toàn trở về mà thôi. Đổi lấy mạng của Team Ansor, lấy Senking cũng như là Lion. Nó không hay một tí nào cả. Vâng, ở cái thời điểm hiện tại thì theo như mắt tôi nhìn của người thường thì đã có 17 chạc Blaston dành cho Storm Spirit rồi. Không ngừng dừng lại, 915 Storm Spirit đang hướng đến một cái Orchid of Mevalon ở đây. Có một cái que thử thai rồi. Obidium Staff. Bây giờ mà kênh 5.000 view chắc chắn là confirm sẽ có kèo rủ anh em ở trên kênh đi hát luôn. Bao tiền cũng cả. Ở đây Puppy chắc chắn là chết rồi. Một đấm cũng như là một stun pop đến từ No One và mạng dành cho Lion với cả một cái phát bắn thương thôi. Puppy trông thế nhưng mà anh ấy rất là khỏe. Ăn một combo của No One vừa nói xong thì sao? Tiếp tục là Cotone, anh ấy focus vào rồi, có sử dụng ỉu ủn từ Liu. Nhưng mà No One có định Omni Slash hay không đây? Có vẻ cho Juggernaut anh ấy bị stun khi đánh vào người của Tiny nên là lùi về rồi. Chỉ có Puppy phải nằm xuống thôi. Với cái thế trận ở cái thời điểm hiện tại thì tôi tin rằng Team Secret gần như là họ đã chiếm tới 80% cái tỷ lệ chiến thắng trong cái trận đấu này rồi. Ramsey hoàn toàn bị counter bởi Ulti Twin Protector. Vâng, và tôi nói khẳng định lại luôn là cho đến cái giây phút con Twin này hoàn thành xong cái Arcanine Scatter, anh ấy đi trồng rừng khắp bản đồ thì nó sẽ là một cái tiền đề để cho cái con Storm Spirit đang cực xanh này bay nửa map giết bất cứ ai của VP ở trên bản đồ luôn. Hero duy nhất của VP có thể phá cây đó là Tiny với một cái tình huống mà top creep rừng ở gần khu vực cây, hoặc là IO với một cái tình huống mà Link thôi, chứ họ không có một cái con hero mà phá rừng đặc thù như là Timbersaw hay là Bad Rider được. Keep up the lights, pause the game. Chỉ còn recipe nữa thôi thì Storm Spirit sẽ hoàn thành cho mình cái Orchid nữa, hơn nữa là 300 kinh nghiệm nữa là cũng có được bay 3 rồi. Từ Dream Chiến anh ấy update lên Way Tàu và cuối cùng là chuẩn bị lên được Liberty rồi. Bay thì hơi tốn thôi nhưng về cơ bản là xe ga nên là đi nhanh. Vâng, ready rồi, ready thì go thôi. Why? Vâng, những cái tình huống cắm mắt của Team Secret thẳng vào rừng của đối phương và bo hoàn toàn cái khu vực này lại. Ngược lại thì VP họ cũng có rất là nhiều mắt ở trong khu vực rừng Team Secret và không ai ở rừng nhau cả. Không ai xuất hiện ở trong rừng cả. Sói đang đi tìm bạch, à quên, cô bé quàng khăn đỏ nhưng mà không thấy. Ở đây thì Senking hoàn thành cho mình một cái lốc đang tàng hình chứa trong người Light Stealer đi tìm một ai đó, và mục tiêu gần nhất đó chính là Cotone của Palladai. Naipasa bị Puppy phát hiện được ra rồi. Timbersaw của Foray thì đang ở rất gần và có một cái tình huống chuẩn bị là bay của Storm Spirit và tạm biệt Naipasa. Bay xa và có cả cắm mắt tàng hình là Naipasa có lốc. Ừ thì lốc này chết ngay sau một cái tình huống cứa của Foray. Double Blaston chạc dành cho Timbersaw cũng như là Storm Spirit, nhưng ở đây No One di chuyển xuống vẫn chứa những người Light Killer và chạy chết ngay con sông sau này. Ở đây solo cũng như là Liu di chuyển ra, Puppy tàng hình bỏ chạy nhưng mà Foray anh ấy phát hiện được Firelight tele về được rồi, và
trông rất là giống là cái con Timber này. Đu về được các thành viên của VP không chơi liều trong cái kèo này. Ăn được con Storm là hạnh phúc rồi, hơn nữa là với cái số chạm Blastone rất là lớn, con Storm ngay lập tức là respawn ra ngay. Với cái mạng vừa nãy thì ngay lập tức chọc ngay vào cái bình xăng của Storm Spirit, đưa cái số chạc của Blastone anh sở hữu trở về con số ban đầu khi mà vừa mới lên được Blast rồi. Silver Edge dành cho Tiny, tôi tin là để xóa bỏ cái hiệu ứng giáp của Timbersaw, cũng như là xóa bỏ, hình như là cũng xóa bỏ được cái hiệu ứng giáp của Living Armor này. Ở đây thì Tiny của No One anh bị bớ vào, đừng chết lúc này. No One có được level 15 rồi, một level nữa thôi là anh sẽ từ dậy thì lên một ông già. Nhưng ở đây tiếp tục rất giống như là Storm phải nằm xuống. Vâng, chính xác là phải nằm xuống rồi. Tiếp theo đó là Foray đang bị lốc lên ở đây. Ui, Night Vasa sử dụng Epicenter, không có một cái tình huống mà Foray nghỉ cưa ra. Nhưng mà thành viên của VP họ sẽ không hiền những cái tình huống trước nữa. Và đây, Chase vào rồi. Stun Pop là đủ để kết thúc được mạng của con Timbersaw này khi mà có một cái tình huống cứu của Puppy nhưng không thành, Tele về thôi. Hai con hero của Team Secret phải nằm xuống, không ai một tí nào. Storm Spirit ngay lập tức tiếp tục là mất đi 4 chạm Blastone rồi. Yeah! Oh, Americano, đây thì MP with the Tele về. Không có gì xảy ra cả. Con Juggernaut này trông có vẻ là hơi mờ nhạt trong cái trận đấu này nhỉ. Thật sự là luôn đấy, bởi vì là anh ấy 1-3-6 này không thấy giết người gì cả. Farm thì rất là chậm, giờ này mới có Manta thôi, mới chỉ hoàn thành xong hai cái kiếm để lên đi Diffusor Blade. Măng rắc này thì nó là mắc nghèo luôn, chứ nó không phải là nghèo bình thường. Chưa đủ được 10k network nữa. Bây giờ thì phải như thế nào chứ, 30 phút thì rắc mới có một đồ, nó là không ổn. Hay là làm cái Blink Dagger. Vâng, ở đây thì Light Stealer của Ramsey, anh ấy lựa chọn một cái món đồ rất là dị, đó chính là Manta Style. Thật ra thì cũng không dị lắm đâu, bởi vì Manta nó là một trong số những cái yếu tố cần thiết để counter lại ulti của Trin Protector. Bị trói lại Manta ra là hết. Vâng, về sau thì sẽ có một cái Ray được sử dụng để có thể né trói đầu tiên, đề phòng trường hợp về sau mà Puppy có được Refresher thì sẽ cần một cái Manta để né tiếp cái trói thứ hai. Hơn nữa thì cũng là phòng trừ cái trường hợp mà con Storm Spirit nó đã có được cho mình cái Orchid rồi. Đây là một món đồ mà yêu cầu Lightspeeder bắt buộc phải có trong cái trận đấu này. Và ở đây sao VP sau 30 phút họ đã quyết định di chuyển vào khu vực Roshan để có thể tiến hành ăn con Roshan này rồi. Tốc độ ăn không phải là nhanh nhưng cũng không phải là chậm, sẽ là ăn được thôi. Có vẻ như là Team Secret họ không biết được cái điều này. Cái gì đấy, nghe tiếng stun mà cứ tưởng là có cái gì xảy ra ở đây thì có được Aegis of Immortal dành cho Tiny chứ không phải là dành cho Light Stealer. Cũng đúng thôi, bởi vì với 2400 máu Light Stealer 18 giáp ở cái thời điểm hiện tại thì anh ấy chết thì cũng sẽ không chết nhanh đâu. Có về sau late game nhưng mà cái con rắc mà có đồ như là cái con Storm có đồ cơ thì chắc là phải để Aegis cho con Light Stealer này cầm chứ không thể nó là Tiny được. Và ở đây thì theo như tôi nhìn thấy Storm đã hoàn thành Orchid rồi. Một tình huống mà disconnect của Timbersaw, không hiểu vì sao, chắc là ngại ngùng nói lời yêu thương các thứ. Vâng, với cả cái lượng đồ ở cái thời điểm hiện tại cũng như là cái hero pool của cả hai bên, theo như tôi nhìn nhận một cái tình huống combat là sao, anh em cứ nhìn mà xem. Chắc chắn là Team Secret họ sẽ chơi theo cái lối chơi là thủ thôi, tức là Team Secret hầu như họ sẽ không bao giờ, gần như là trong một cái tình huống combat họ sẽ không bao giờ chủ động họ lao vào trước đâu.
họ sẽ đợi cho VP vào trước. Và VP chắc chắn sẽ phải làm cái đội phải vào trước thôi. Với cả Tiny cũng như là Senking, họ nuốt ở trong người Light Stealer bay vào, nó là điều hiển nhiên. Sau khi mà bay vào rồi thì cái con mồi được đưa ra ở đây chắc chắn là cái con Tiber sẽ có một cái tình huống mà Blind Light của Keeper of the Light cũng như là chói cây của Puppy để có thể cover đồng đội thôi. Sau đó là quay lại phản đam, đánh đập các thứ. Nhưng mà thử nhìn xem nào, bây giờ cứ thử tính toán nhá. Cái con Tiny này chắc chắn là cái thời điểm hiện tại nó sẽ là cái con hero vào đầu tiên với cái Aegis of Immortal rồi. Vâng, và ở đây thì Tiny sẽ được Light Stealer chui ở trong người. Một cái tình huống combat thì tôi nghĩ là Juggernaut cũng như là Storm Spirit họ sẽ tránh xa thôi. Timber mở bát đứng ở ngoài, bị Tiny nhảy vào. Light Stealer anh ấy chui ra đánh. Không biết là Timber này có chết không nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn chết trong vòng 2 giây. Nếu như mà trên Protector của Puppy không có một tình huống ulti timing chuẩn xác thì vẫn cứ là nằm xuống luôn. Combat ở cái thời điểm hiện tại theo tôi là khó hơn dành cho Team Secret, tỷ số đang là 18-20. Ok, game is go và các thành viên của VP họ bắt đầu phải tiến hành đi luộc trụ thôi. Nhìn đánh gì ở phút thứ 30, trụ 1 ở trên top cũng như là ở mid vẫn còn. Trụ 2 chưa xào được cái nào thì có vẻ như là nó không ổn. Vâng, và ở đây phút 31 thì Chin Protector đã hoàn thành cái món đồ là cái gậy phép thuật của bố Rubik rồi, gia tăng cái khả năng gọi là trồng cây gây rừng của mình. Timbersaw cũng như là Chin Protector ở trong cùng một lineup. Vâng, với cả cái hệ thống gameplay Dota 2 thì nếu như hai con hero này cùng gặp nhau trong một team thì chắc chắn sẽ có xuất hiện những cái câu nói nó rất là thú vị. Cụ thể là gì thì tôi cũng không nhớ lắm. Một cái con hero nó là thần rừng, nó là kiểu hero sinh sống trong rừng rồi, vâng, gặp phải một cái con phá cây lui. Và các thành viên của VP có Aegis và Immortal nhưng mà họ quyết định là lùi lại, chọn hướng đến ở đây đó là mid lane chắc chắn rồi. Cứ từ từ nhẹ nhàng ta đẩy xe hàng, đẩy trụ mid trước đã, cứ lấy trụ một xong tính sau. Có cái tình huống mà No One anh ấy tăng hình một mình ở đây, ulti cây nhưng mà thôi xong. No One anh ấy biết là bị phát hiện ra và lùi về rồi. Có một cái tấm mắt tăng hình được cắm ở trên khu vực high ground của Team Secret biết được điều này. May quá là Puppy anh ấy ulti trượt. Anh em cho mình hỏi là trên kênh bây giờ anh em xem cái tình hình âm thanh ra ngoài lag giật cũng như là màn hình các thứ nó có ok không? Thấy có bạn đang bảo là lag, không biết như nào, thấy các bạn hình như là vẫn xem bình thường. Vâng, tại sao khi mà con cây này không có ulti thì team VP họ không quyết định là P tiếp nhỉ? IO có được Mekan rồi. Mekan dày mana hướng đến dây xoài for sure luôn. Đấy, đấy trước rõ ràng là không lag mà. Anh em thử xem lại đường truyền là cũng như các thứ nhá. Tôi thề luôn mà làm việc cũng như là theo dõi cái kênh 23 này nhiều mà thề. Anh em mà nghĩ nếu như mà lag thật là tôi được yên ổn sống như này, anh em lại liên tục những cái GG được chat ở trên màn hình luôn. Thề. Chứ làm gì có chuyện mà kênh nó yên bình như này. Tôi khẳng định luôn là kênh đang rất là bình thường. Hiện tại là có 2262 người đang xem thì sao? Và tiếp tục là trong cái giai đoạn nó rất là thăng trầm của cái trận đấu này. Có vẻ như là nó bị trầm đi xuống rồi. Xin phép được quảng cáo một tí. Chào mừng các bạn đến với 23 Creative của VN. Tôi là Miosa đang cast cho các bạn cái trận đấu giữa Secret và VP. Và hiện tại thì cái 23 Creative VN của bọn tôi mới được thành lập thôi. Nếu như mà anh em mà có ý định donate cũng như là ủng hộ anh em caster thì có thể truy cập ngay vào cái đường link mà tôi vừa có mới post bằng nick 23 Creative VN ở trên kênh chat. Có rất nhiều những cái hình thức donate mà anh em có thể ủng hộ cho anh em caster. Và ngoài ra thì là YouTube các kiểu nữa. Các bạn chỉ cần click vào quảng cáo thôi là cũng đã giúp được cho anh em tôi một cái phần nó rất là nhiều rồi. Rất là cảm ơn anh em. Còn anh em cứ GG liên tục, tôi biết là không GG đâu, anh em đừng có lừa tôi. Mà ở đây thì sao, quay trở lại với cả cái trận đấu nó GG đó. Đùa. Rồi ok, quay trở lại trận đấu này. Ở đây có một cái tình huống mà có vẻ như ở VP họ nên P nhanh hơn. Đừng nên để cho cái con Twin Protector này nó đi trồng rừng được khắp bản đồ thì nó là không hay một tí nào đâu. Mắc GG luật đùa. Phắc lá. Vâng, đang có smoke tới từ các thành viên của team VP.
bị break smoke rồi mà tại sao nhỉ? À không, hình như là bị hết smoke chứ không phải là bị break smoke. Ra đây và đuổi theo đó là Foray. Nhưng úi chú ơi, cái gì thế này? Một cái tình huống mà vẽ chữ V của Sen King, gọi thêm mà Tiny IO ra đây nữa, nhưng mà Puppy bị phát hiện ở đây rồi. Puppy chạy đi đâu? Đục rừng ra phá rừng làm cây kiểng này. Mày đi trồng cây gây rừng này. Mày đi Eco Park ở đây này. Năm xuống thì trong ba đánh của làm gì? 35 phút rồi mà tôi nghĩ là cái Aegis of Immortal, vâng nó hết rồi. Mid One vừa có một cái tình huống mà Vít mắc binh lên giết được cái con IO này. Tôi bảo rồi mà, Team Secret nếu như mà họ đi trồng rừng thành công xuyên suốt bản đồ thì thôi, nó là cái con Storm này, nó sẽ bay ở khắp mọi nơi, giết solo kill bất cứ một ai luôn, từ là Sen King cho đến là Lion, hay là thậm chí nó kể là IO nữa. Kèo là khó, khẳng định là như vậy. Vâng, Tiny đang sở hữu một cái Power Buster ở trong người rồi, hướng lên gậy xanh, confirm. Vâng, đưa cho Tiny một cái teleport để lên top Phanos, ok. Thật ra nhá, có một cái điều nó rất là thú vị ở cái con Tiny này, đó là theo như những cái gì mà tôi theo dõi, hầu như những cái player chơi con Tiny này lên gậy xanh thì có vẻ như là hầu như họ không biết cái tác dụng của cái gậy xanh này cho lắm thì phải. Thật ra thì cái con Tiny này lên gậy xanh ấy, mục đích nó chỉ là đi rap cũng như là đi pê nhà thôi, chứ còn trong combat nó cũng không quá đến mức gọi là hiệu quả đâu mà. Một cái con Tiny không cầm gậy xanh nhưng mà vẫn cầm đồ đam, ví dụ như kiểu là giáp cuối butterfly xong rồi là Daedalus, nó đấm như gì tôi thề với các bạn là cực kỳ dã man luôn. Gậy xanh đôi khi không phải lúc nào cũng là hay, và đây cũng muốn mà đâu hoàn bật BKB lên tàn trượt đấm không đấm được chết rồi mà tay khèo thề là bị Parkinson luôn, và đó là bị Juggernaut ulti Omnislash đến chết. Và Mid One ở đây phát hiện được Lưu rồi, Lưu bị cây này và chip nhỏ này, rapper này nằm xuống vẫn một bắn mạng dành cho Juggernaut double kill. Đồng đội của Tiny và IO đâu, tại sao lại để cái gì đấy, vừa có một cái tình huống mà T-Bersaw tự sát, I don't know why bắt đúa. Vâng, ở đây thì Puppy lại bị nhìn thấy rồi. Đi trồng rừng mà không xin phép thì người ta gọi là đi tội trồng cỏ. Confirm nó là như vậy và trả giá ngay bằng mạng sống. Ramsey có được cho mình một cái giày bay sau một cái tình huống mà thấy đồng đội bị đánh đập quá dã man nhưng mà không có cách gì để cứu được cả. Tương tự như vậy thì Mid One Storm Spirit hoàn thành được BKB rồi, khá là vô địch thiên hạ cái giai đoạn này. Tele về ngay lập tức được gọi lên tới từ vị trí của Paladai. Không hiểu tại sao lại tự sát nhỉ? Ineka. Và cuối cùng thì sau 38 phút đau khổ thì Lion cũng đã có blink rồi. Nhưng mà rất là đáng tiếc, con Storm này đánh rất là hay và nó có BKB. Khó quá. Thế luôn. Cái trận đấu này chơi tốt nhất thì tôi nghĩ là các thành viên của VP họ nên nuôi lết. Nhưng mà không phải là nuôi lết theo cái kiểu để cho cái con Light Stealer cũng như là con Tiny và Sen King để farm hết cả bản đồ. Như các bạn thấy ở cái thời điểm hiện tại 38 phút rồi đúng không? Light Stealer sở hữu bằng này đồ rồi. Có chi dại bây giờ là anh ấy cần bán đi cái Amulet này để lên cho mình một cái giáp cuối. Vâng, và về sau sẽ lên MKB nếu cần thôi. Chứ còn cái thời điểm hiện tại tôi nghĩ là Light Stealer anh ấy nên đi chui nhiều hơn, nhường cái khoảng farm lại cho IO cũng như là Lion. Vâng, chính xác cái điều tôi muốn nói là như vậy. Support nếu như mà có đồ có quay trong có bát cũng rất là tốt. Chứ còn đánh về lâu về dài này với cái sức mạnh của con Tiny cũng như là Light Stealer, ừ thì đồng ý là có IO nhưng mà trông có vẻ như là không giống có thể ăn được Team Secret cho lắm. Keep up the line, một cái blind line rất là có lợi này, chói cây này, và thêm ba cái con coil nó full tác dụng như này nữa thì đỡ thế nào đây. Juggernaut cũng có được BKB rồi, lên đồ nó là mắc cẩn thận luôn. Ông Timber này thì tẩu tiểng rồi, đang hướng đến một cái giáp băng.
Và nhìn cái tình hình minimap hiện tại thì có 3 thành viên của VP họ đang quick stick với nhau ở dưới bot rồi, không có set king. Lion cũng như Light Stealer muốn bớ một ai đó đi xuống chắc chắn thôi, nhưng mà cái thời điểm hiện tại trong sọc cái việc trồng rừng này nó rất là nguy hiểm. Các bạn có thể nhìn ở trên minimap thì Puppy anh ấy đang tập trung cho cái việc gọi là kiểu phủ xanh nhân loại của mình ở trên cái khu vực ở đây, nó là nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là bắc khu vực rừng The Dire rồi, cắm rất là nhiều cây. Ở dưới bot thì nó lại không có một cái, ở trong rừng của mình thì lại không có một cái cây kiểng gì cả. Và các thành viên Secret họ đang có vấn đề với Pekathos và sẽ phải đợi một lúc. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Ok ok, tôi lại thích sâu 9x lộ hàng ở trên cam cái thời điểm hiện tại. Hello anh em, bao các còn lâu, khi nào nếu như là reconnect lại tôi lại quay về trở về màn hình in game, vuốt tóc tí cho nó chuẩn men. Kale putang, Kale. Yeah, hola amigo, muchachos. Hola amigo. Từ từ để chỉnh sẵn thế nào. Navi Vitus Pro gì đấy, tech sai hết. Anh em đợi tí để tôi chỉnh lại tech ở cái màn hình đợi này nhá. Team Secret Vitus Pro, ok, đăng rồi. Chưa game nhỉ? Dâu tôi dài lắm thôi, không có thời gian mà cạo dâu của tôi, anh em cùng thông cảm. Tôi là mục đích là đang định trở thành Châu Tinh Trì đây, tóc tai bù xù xong rồi. Dâu gì không tiền tóc gì cả, lên kênh xem nó có hấp dẫn không. Trời ơi, một ngày cắt bách cho là đẹp dài, cạo dâu cắt tóc các kiểu nhá. Ui, giảm cân nữa, ui, hoàn hảo. Các thứ, trời ơi. Vâng, và xin chào các bạn. Hiện tại là đang là 10 giờ 15 rồi, phút 38 trong cái trận đấu giữa Team Secret và VP. Đúng ra theo lịch thì đây nó sẽ là trận đấu để cho Caster Mimosa cát, nhưng mà không phải. Hiện tại thì Caster Mimosa cũng rất là nhiều Caster Mamoshi mà Mimo các thứ thì đang đi xem phim rồi. Tôi là Caster Mị Bướm, rất là vui được ngồi đây với cả anh em. À không, nhầm, tôi là Caster Minh Đức, không phải là Caster Mị Bướm, tôi là Caster Minh Đức. Vâng, có bạn chat là mấy đứa bên 23 Creative là những cutter bị SV đuổi đi lập kênh mới. Trời ơi, cái điều mà dễ nhận thế nhất như thế mà cũng biết ạ. Sỏi thế cơ. Mình là cutter Minh Đức, rõ ràng luôn. Chưa game nhỉ? Tôi xin thề với anh em luôn là tôi rất là phê bình anh em ở trên kênh live stream. Tức là tôi rất là dễ tính, tôi là một con người mà thề là không bao giờ cáu giận với ai cả. Nhưng mà tôi đang rất là giận anh em. Bởi vì là sao? Tôi không thích cái việc mà anh em kiểu cứ nói xấu về tôi như thế này. Tại sao anh em lại cứ bảo là tôi kiểu cần cỏ suốt ngày? Confirm luôn là không có cần cỏ gì cả. Mặt cực kỳ tỉnh luôn mà anh em cứ kiểu bảo tôi cần cỏ, trong khi tôi không hề cần cỏ, là tôi rất là tự ái. Tôi có thể khẳng định với anh em luôn là như vậy, cực kỳ là tự ái luôn đấy, mắc tự ái luôn chứ không phải là tự ái bình thường. Không có cần cỏ gì ở đây nhá, đây hoàn toàn nó là một kênh lịch sự, nó là một kênh không có kiểu cần sa hay là ma túy cái gì cả. Confirm với anh em nó là như thế. Thế luôn. Không nhá, rõ ràng là không có cái cần cỏ gì ở cái giai đoạn này nhá. Thế luôn, đây là một kênh nó hoàn toàn chính thống. Các bạn phải hiểu là như vậy. Hello anh em. Tôi đây.
lui. Thế mấy ông này rất là tệ nạn, cam đoan với các ông là như thế luôn. Anh em kiểu nhìn cộng đồng game thủ là anh em chỉ có trệ tử thôi, không làm một cái gì cả. Mấy ông lên kênh không biết bảo người ta cần cỏ xong rồi cần ke kẹo đá hỏng như này thì công an người ta đến bắt tôi thì sao, không đúng một tí nào cả. Tôi cam đoan với các bạn là ở trên kênh là cũng có sự luôn, hứa rất nhiều là anh em công an hình sự là thích nghe tôi cát đúa không. ông nào mà lúc đầu nghe mình cát hay là kiểu nghe mình cát hay quá là cứ bảo mình ngáo, khẳng định các bạn là không ngáo nhé. Tôi hứa luôn là giả sử tôi mà ngáo thì tôi lại không nói nhiều, cam đoan với các bạn là như vậy. Các bạn xem là ai ngáo mà còn nói nhiều không? No. Thế kênh thì rõ ràng là kênh nó rất là bình thường như thế này rồi mà anh em lại cứ kiểu không, phần này là không có cỏ cây hoa lá thì cả ok, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả game đầu giữa VP và Team Secret ngay thôi. Here we go, 1 second to go, ok, we wait you, hola amigo muchachos. Vâng, ok, game đầu đã chính thức đưa quay trở lại rồi. 38 phút, tổng tỷ số vẫn đang là 22-21. Kèo đầu với các bạn đang rất là cân. Senking trang bị của mình ở đây đó là một cái cục gem rồi, sẽ là một cái cục gem để có thể là đi kiểm soát bản đồ của đối phương. Nhưng đấy nó có phải là một cái lựa chọn hay hay không, khi mà gem để làm gì đây? À, nhưng mà từ từ, tôi có một cái mà tôi không biết về cái con Twin Protector này, đó là cái cục gem. Khi mà sở hữu cục gem thì có nhìn được cái xanh xanh ở dưới đất này của cái cây không nhỉ? Tất nhiên là cái việc phát hiện mà đâu nó là cái cây tôi nghĩ là hơi khó rồi. Nhưng mà hình như là cầm cục gem là biết cái cây nào là cái cây đang có warp thì phải. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, solo anh ấy đang chứa trong người Lightstealer ở đây. Nhưng mà tại sao lại chui vào người của solo nhỉ? Âu có vẻ như là hơi liều và thoát xác rồi. Có nhé, ok, confirm là có. Như vậy là cái cục gem cũng như là cái rìu của Senking về cơ bản là để đi chặt cây gây rừng thôi. Vâng, rất là cảm ơn các bạn đã giải đáp hộ tôi cái câu hỏi này. Trin Protector là một cái loại hero mà hầu như chẳng được tôi động vào. Và ở đây có một cái tình huống Mana One combo trúng vào Paladai rồi, nhưng có sử dụng Mana Leak vào ngược Paladai nhưng không. Một cái tình huống stun và sau đó là Finger of Death của solo kết thúc ngay mạng của cái Elemental hệ ánh sáng này rồi. Lệch tiếng thì anh em tiến hành là F5 nhá. Nếu mà bị lệch tiếng thì anh em F5 lại kênh live stream các thứ. Ok, go nào. Vâng, những cái tình huống mà đấm thất lực vũ trụ đến từ vị trí của Tiny nhưng mà không mất máu bởi vì cái bút giáp của cây. Được rồi, làm gì? Trông như là một cái thằng ngủ ở trong tù ấy, những cào liên hệ với chủ và đã có bật Fortify rồi. Các thành viên của Team Secret thì đang stick với nhau ở gần khu vực Roshan, không biết là họ đang có cái mục đích gì đây. Chính ra là cái gem của cái con Senking nó rất là hiệu quả trong cái việc đi phá rừng luôn. Vâng, anh ấy tẩy rất là nhanh. Như cái cây của Poppy rồi, nhưng mà Poppy chuyển phòng. Từ Time City, cả anh ấy đi trồng cây ở Time City bị phá hết thì bây giờ chuyển sang là Eco Park rồi. Chuyển về cắm cây ở khu vực nhà mình. Đã có smoke 5 người. Các thành viên của Team Secret họ hướng đến khu vực Roshan. Nhưng mà ở đây thì ui ôi, ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Khánh Hòa gặp Lâm Đồng đánh nhau chăng? Foray hiện tại đang là buổi sáng, tầm nhìn của Team Secret là rất lớn. Hơn nữa họ là còn sở hữu cao TL luôn, nên là nhìn thấy tôi nghĩ là xua luôn. Ở đây Lightstealer sở hữu cái Bastion ở trong người rồi. Nhưng nào ở đây thì sao, các thành viên Team Secret họ chuẩn bị lấy đà này, đang có một cái tình huống mà cũng đấu đôi giày đặt ra rồi. Và ở đây chơi luôn nào, cưa luôn. Và ở đây thì Naipasa bị nhìn thấy đánh đập túng tóc các thứ. Một tình huống chói hay của Puppy. Naipasa tự lấp mình lên, MP thoát khỏi con bác bằng một cái xoay và Naipasa vẫn đang tiếp tục bỏ chạy và blink được rồi. Mid One không có ý định buông tha. Và ở đây solo hack được vào người của Mid One rồi, mà ngay tức có một cái tình huống combo của Tiny vào và vẫn phải nằm xuống rồi. Cái con Storm này một đổi một offline đổi lên một mid. Các thành viên của Team Secret họ đang bị vỡ trận phải như ở đây. Foray bỏ chạy nào nhưng không, bị stun lại rồi, nhưng Signu đi được còn 400 máu thôi. Ở đây thì sao, các thành viên của VP họ sẽ lợi dụng cái đường cưa của Foray để tiến hành chase theo, nhưng thôi quyết định là bỏ rồi. Không có Storm Spirit và Roshan thì còn nửa bình mà tôi ăn nốt con Roshan này. Một cái tình huống combat mà thậm chí là sao, Zagnot vẫn chưa sử dụng cho mình cái Omnislash vì chưa có cơ hội.
không ai mất đi một cái gì quá lớn cả. Vâng, IO 22 giây nữa thì sẽ có cho mình một cái relocate. Vâng, các cái thành viên còn lại thì skill cooldown nó cũng không phải là lâu lắm. Đợi xem King đi ra đâu. Ăn được Roshan, đuổi được cái thành viên của team Secret lùi về và tiến hành PE bot luôn chăng. Đã tiếp tục có pause game tới từ Paladine. Dot 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 tới từ vị trí của Ramsey rồi. Apavaro Muchachos. Vâng, đủ tại ngay đối từ vị trí của Fight Me. We are getting huge packet loss. Vâng, ok ngay. It's just come and go. Vâng, có những cái tình huống mà chắc là tôi tin là bị đi đốt. Các thành viên của team Secret rất giống bị đi đốt thì phải. Vâng, cứ lag và sau đó là hết thôi ở đây. Yeah, let's go. Vâng, con Juggernaut về cơ bản là nó cũng đang khá là mạnh. Nhưng mà với cái lượng đam này đối phó với cả một cái con hero ở cái thời điểm hiện tại đó là Tiny cũng như là Lightstealer thì dường như cái lượng đam đó trở nên không đủ. Thế thì phải làm thao nhỉ? Sen King thì sắp có được một cái BKB rồi. Thiếu một cái dìu 1000 cộng Strength thôi. Hồi xưa thì tôi hay nói vui với cả bạn tôi là cái dìu cộng 1000 Strength và ở đây thì solo chết trong một nốt nhạc. Lion nằm xuống rồi, các thành viên của VP họ phải bỏ chạy thôi. Aegis trong Immortal là còn. Nhưng cái tình huống bay vào nó quá quyết đoán của Mid One. Mất đi cái BKB nhưng cuối cùng cái thành viên của VP vẫn có được cái trụ 2 ở Mid. Kèo trao đổi về cơ bản vẫn cứ là được. Không phải đánh đổi cái gì đấy quá nhiều cả. BKB của Mid One thì bây giờ còn có 8 giây thôi. Nên tính toán với cái điều này. Móc tới cái thành viên của team Secret rồi. Đi có vẻ như là hơi liều. Hãy nhớ là Storm Spirit anh không có BKB. Móc đi đánh nhau thật chăng. Trông như thế chứ cái con Storm Spirit của Mid One nó cũng không phải là giàu nhá. Anh ấy lúc đầu có thể rất là xanh nhưng mà ở cái thời điểm 44 phút mà mới chỉ cầm cho mình được có 3 đồ như này thì ở đây thì sao Night Pasha. Anh ấy bị nhìn thấy rồi và Mid One ngay lập tức tóm cổ của con Sen King này, tự lốc mình lên, đó là chắc chắn. Nhưng ngay lập tức là có Defusal tới từ vị trí của Juggernaut và giết ngay mạng của con Sen King này. Bật BKB lên rồi, Puppy active ulti của mình và tele về, bỏ đồng đội như thế này sao. Nhưng ở đây một ai đó bị hack vào tôi không biết nữa và ôi không, đó là Storm Spirit. Foray tiếp tục là đối thủ bị chase theo rồi. Ngay cả có Sigdu nhưng mà solo có Blink Dagger hay không mà họ không phát hiện được ra vị trí của Foray. Ngay lập tức là được callback về, được Keeper of the Light callback về rồi. Chỉ bỏ lại mạng của Storm thôi. Tôi nói mà anh ấy không giàu. Ba đồ thì rất là lởm. Bây giờ chí ít ra cần phải có một cái giáp băng ở trong người thì mới là đảm bảo được cái mạng sống này. Còn có 6 chạc Baston thôi. Vâng, không biết là có vẻ như là tôi phải gọi điện ngay cho cái gì nhờ, cho Cyborg Mark thôi. Vâng, bảo là tôi là một cái player đánh thì có vẻ như là không hay bằng Mid One. Nhưng mà em có một cái cơ thể nó rất là cường tráng, có thể chịu đựng những cái cơn thịnh nộ Fire Me của Poppy cho em vào team. Em đánh Storm hứa là sẽ lên đồ nhanh hơn như thế này luôn. Và 45 phút Timer Saw đã hoàn thành và Blink đang ở đây rồi. Anh ấy chơi có vẻ như là quá cẩn thận khi vẫn cứ đang để giày thường Timer Saw. Đóng cái giày bay vào đi thì làm sao nhỉ? Bú bát dành cho Ramsey rồi. Lightstealer almost full item. Chính xác là như vậy. 818 Lightstealer. Lượng đam cái già nó là kích khủng tởm luôn. Đội có vẻ như là họ đang chơi hiền lại rồi. Ngay cả với cái Aegis of Immortal của Tiny nhưng mà các thành viên của VP họ vẫn không quyết định là put. Vậy thì sẽ đợi đến bao giờ đây? Không có Aegis thì cũng càng là không put được luôn. Họ đang ngại ngùng cái gì nhỉ? Và trông này có vẻ như cái Aegis sẽ rất là sớm có thể hết hạn thôi. Vâng, vừa nói xong thấy lời của Mimosa và Nai Pasa giết luôn KOTL. Đồng ý là bạn vì mình.
ngay lập tức là đứng vả trụ luôn thôi. Cái lượng đam nó là cực kỳ lớn. Hai thành viên của team Secret ở trên top cũng đã phải lùi về rồi, một xanh một cam, Storm cũng như là Twin. Nhưng mà No One này nghĩ cầm Aegis hoặc Immortal mông lung như một trò đùa. Nai Pasa làm cái hành động gì đây? Feel like 3k player không thở được rồi. Tôi khen đội nào là confirm đội đấy sẽ thua bảng những trận đấu mà phần thắng gần như nó sẽ nghiêng về phía của team Secret. Và ở đây thì VP có luôn một len. What happened with my word? Mark my word boy. Còn làm gì không cầm Aegis nhưng vẫn cứ là tự tin luôn. Ok, we go. Do what? Và có một tình huống mà Vessel gọi là chui vào ầu ầu của bà già rồi và Vessel thoát xác bây giờ đây. Bật vừa nói xong ở đây có một tình huống Focus được vào. Dốc team Kibosaur về đi hát nào. Nhưng ở đây lắc quá, solo chết rồi. Nhưng mid one rất đau. Có life tiêu lên, nó cào con Timber. À quên, nó cào con Stone, chỉ có 4 hit thôi. Ở đây thì tiếp tục là Nai Pasa bị đồng đội của mình tót lên khi đang BKB. What the hell. 60 giây respawn và không có buyback. Chắc chắn là không có buyback. Vâng, vừa mua một cái mythic pass ở đây rồi. Easy high lane cho các thành viên của cộng đồng CIS. Thôi để tôi quay sang khen VP nào, đang đánh rất là hay. Xem có lân kèo thì không đây. Nhưng cái phát vụt nó rất là thật lực. Và Focus và Puppy, thật là Puppy luôn. Các người đang Focus vào một cái con cây thật luôn. Why? Ở đây có một tình huống Omni sát tới. Thế ra cái nó rồi Puppy phải chết. Nhưng có ai đó relocate cứu được một ai đó đi về tôi không rõ nữa. Mình như là kill the đi. Epicenter của Nai Pasa solo Hexan vào Foray, nhưng mà Foray anh ấy có rất là trâu đu được về rồi. Nhưng có một cái tình huống mà thôi xong rồi, ra cái nó không thể nào mà thoát ra được. Ramsey còn ít máu. Nhưng ở trong cái trạng thái BKB thì anh ấy không chết được Puppy này. Bách vào đó là GG rồi. Tôi tin là như vậy. Easy Highland thành viên của VP. Và nếu như họ là người bình thường thì sẽ có luôn Mega Queen. Tom Spirit Respawn rồi. Chuẩn bị có một cái tình huống mà vâng, Vít Nitro lên nào. Không rồi, bỏ rồi. Và đó là hai lane dành cho thành viên của team VP. Secret không sở hữu một con hero nào có khả năng death mega cả. What the hell. Ui, nhìn con Tiny nó vả nhà này. 1, 2, 3 and follow me. Foray chơi liều rồi. No one bật BKB lên. Ramsey cũng bật BKB lên để chơi nhà. Ok, bây giờ chết như thế nào cũng được. Nhưng mà thôi xong rồi. Miduan ơi, nằm xuống 75 giây. Và tiếp theo đó là rằng nó không chơi được rồi. Và GG Cold by Puppy. Các thành viên của team Secret ngã xuống rồi. Và game đầu nó kết thúc rất là nhanh, anh em đợi tôi cắt clip các thứ ngay.